Xin chào các bạn đến với video tiếp theo của số mẹ bếp Thị Thảo nhé. Ngày hôm nay thì tiếp tục ở tại kệ sửa của số mẹ bếp Thị Thảo và mình sẽ quay về cái lon sữa Pediasure Úc. Bình thường thì mình sẽ đứng trước video nhưng mà mình sắp sinh rồi, rất là xấu nên bây giờ mình sẽ quay về lon sữa và cũng như là review sơ qua. Sau đấy thì mình sẽ hướng dẫn cách pha như thế nào là đúng chuẩn nhất để ông bố bà mẹ của chúng ta pha giúp cho con hấp thụ được dinh dưỡng đầy đủ của dòng sữa Pediasure Úc này. Và sau khi mà mình sinh bé xong, chắc chắn là trong cái thời gian mà ở cửa xong thì mình cũng sẽ đứng trước video trước ống kính để review cho ông bố bà mẹ của chúng ta nhá. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với sữa Pediasure này thì nó có những cái dinh dưỡng như thế nào cho bé yêu nhà mình và cái cách pha như thế nào là đúng chuẩn nhất. Thì đối với dòng Pediasure Úc này, mẹ bếp Thị Thảo cũng đã có làm video rồi, từng review rồi. Ngày hôm nay thì mình sẽ nói lại sơ qua một chút thôi để chúng ta đến với cái hướng dẫn cách pha. Thì Pediasure Úc là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng, nó của Abbott Hoa Kỳ. Và đối với cái dòng sản phẩm này thì nó có Pediasure nội địa của Úc này, Pediasure Việt Nam này. Nó cũng là một trong những cái sản phẩm mà được sản xuất ở rất là nhiều quốc gia. Nhưng mà đối với dòng Pediasure Úc thì được ông bố bà mẹ phản hồi lại nhiều nhất về cái cải thiện về cân nặng này, cải thiện về chiều cao, về chi não cho bé nhà mình. Đấy, và đối với cái dòng Pediasure Úc này thì cái độ tuổi dành cho bé từ 1 đến 10 tuổi nha ông bố bà mẹ của chúng ta. Đây là cái dòng cao năng lượng. Rồi bây giờ thì đến với cái dinh dưỡng của nó. Thì đầu tiên cái dòng này nó có cái công thức đó là chip xua. Cái công thức chip xua này nó cung cấp được cái năng lượng cao cho bé, đặc biệt là đối với bé nhẹ cân suy dinh dưỡng trong giai đoạn từ 1 đến 10 tuổi. Thì ông bố bà mẹ của chúng ta sử dụng sữa Pediasure này nó sẽ hỗ trợ lên cân cho bé rất là tốt. Bây giờ mình sẽ quay sang cái bảng thành phần để chúng ta nhìn về nó nhé. Cái năng lượng của nó này cung cấp rất là cao cho bé. Ngoài ra thì cái chất đạm, chất béo cũng rất là cao để giúp cho bé lên cân. Bên cạnh đấy thì đối với những bé mà cần để phát triển chiều cao trong cái giai đoạn từ 1 đến 10 tuổi này thì cái dòng sản phẩm nó có bổ sung thêm dưỡng chất là calcium. Dưỡng chất tiếp theo đó chính là phosphor. Đấy, calcium và phosphor. Và cái dưỡng chất nữa đó chính là vitamin D. Mà ba cái dưỡng chất này nó sẽ kết hợp với nhau để giúp cho bé làm sao ạ? Phát triển về chiều cao một cách tốt nhất dành cho những bé suy dinh dưỡng thấp còi. Nên với những bé suy dinh dưỡng thấp còi thì chúng ta bổ sung cái dòng sản phẩm Pediasure cho con là một lựa chọn tối ưu cho bé nhá. Tiếp tục nữa thì chúng ta sẽ đến với một trong những cái giải pháp của nó nữa, đó chính là cải thiện tình trạng biếng ăn. Chúng ta sẽ thấy được là cái nhóm vitamin nhóm B này, B1, B2, B6, B12. Cái vitamin nhóm B này nó nắm vai trò rất là quan trọng trong việc là cải thiện biếng ăn cho bé. Và dòng sản phẩm nó cũng hỗ trợ về tăng miễn dịch cho con nhờ cái dưỡng chất đó chính là chất xơ FOS này. Nó còn bổ sung thêm cái lợi khuẩn là probiotic. Đấy là những trong những cái dưỡng chất mà nó hỗ trợ về tiêu hóa cũng như là tăng đề kháng cho bé rất là tốt. Bây giờ thì đến về trí não. Thì đối với cái dòng sản phẩm này, chúng ta sẽ thấy là cái hàm lượng DHA của nó rất là cao. Ngoài DHA thì nó còn bổ sung thêm choline và taurine. Đây là những cái dưỡng chất theo tay mình chỉ nhé. Đôi khi là nó phản sáng thì nó không được thấy rõ. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy được ở trên lon sữa với hàm lượng DHA này, taurine và choline. Đây là những cái dưỡng chất mà để phát triển về trí não, phát triển về võng mạc mắt cho bé. Đối với cái dòng sản phẩm Pediasure Úc này thì chắc chắn là những ai đã sử dụng thì đều phản hồi lại rất là tốt. Và ở số mẹ bé Thị Thảo cũng vậy. Nếu mẹ bé trong cái giai đoạn từ 1 đến 10 tuổi mà suy dinh dưỡng thấp còi thì chúng ta nên bổ sung cho con nhá. Đấy là sơ qua về cái dinh dưỡng của sữa. Bây giờ thì mình sẽ đến với cái cách pha như thế nào là đúng chuẩn nhất. Bởi vì là có rất là nhiều bạn mua sữa Pediasure của Úc nhưng mà vẫn chưa nắm rõ được cái cách pha. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái cách pha sữa Pediasure ạ. Sau khi mà mẹ bé Thị Thảo review qua về cái dòng sản phẩm Pediasure Úc này rồi thì bây giờ mình sẽ đến với hướng dẫn cách pha nhá. Ở hộp thì phía sau của nó đã có hướng dẫn rất cụ thể này. Chúng ta sẽ thấy là 5 x 190ml và nó sẽ ra được một cái ly là 225ml. Và ở đây thì có ghi tiếng Anh là nhiệt độ khoảng 35 độ C. Đấy, thì ở đây mẹ bé Thị Thảo có chuẩn bị sẵn một cái ly chia vạch đến 190 này. Đấy, và cái nhiệt độ ở đây thì mẹ bé Thị Thảo cũng đã chuẩn bị với cái nhiệt độ là khoảng 35 độ C. Sau đây thì mình sẽ cho 5 muỗng sữa gặt ngang vào trong cái ly sữa này nhá. Thì đối với bé Bông, số mẹ bé Thị Thảo cũng đang dùng cái sữa này nên mình sẽ lấy để review cho ông bố bà mẹ của chúng ta luôn.
5 muỗng sữa gạt ngang với 190ml, nhiệt độ là khoảng 35 độ C. Đấy. Sau khi mà mình cho sữa vào thì bắt đầu sữa nó sẽ lắng xuống và mình sẽ dùng một cái muỗng để đánh đều lên. Các mẹ có thể là pha vào bình sữa thì chúng ta sẽ dùng tay để chúng ta lắc như thế này. Còn bé nhà mình thì bây giờ lớn rồi nên là mình sẽ cho pha vào trong ly cho bé luôn. Và sau khi mà chúng ta pha đánh đều lên thì chúng ta đã được một cái ly tiêu chuẩn từ 190ml nước kết hợp với 5 muỗng sữa thì sẽ ra 225ml nước. Và chúng ta có thể cho bé uống luôn, bởi vì với cái nhiệt độ 37 độ C thì nó cũng là cái nhiệt độ vừa ấm để chúng ta có thể là cho bé uống trực tiếp luôn rồi. Rồi, mẹ bé thì Thảo đã hướng dẫn xong chúng ta pha cái sữa Vediaso Úc này nhá. Và đối với cái dòng sản phẩm này thì nó cung cấp rất là nhiều dinh dưỡng cho bé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của sữa mẹ bé thì Thảo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.